Rất vui mừng gặp lại các anh chị và các bạn trong chương trình Thiết Thạch Channel. Lần trước Huy đã trình bày cho các anh chị rất là rõ về khái niệm phần thô là gì. Trong phần thô nó gồm có 3 phần chính như sau. Phần thứ nhất là phần nhân công xây thô, phần thứ nhì là phần nhân công hoàn thiện và phần thứ ba là vật liệu xây dựng phần thô. Thì hôm nay Huy làm clip này để chia sẻ chi tiết hơn về vật liệu xây dựng phần thô. Thì chúng ta hôm nay đang đứng đây là tại siêu thị vật liệu xây dựng TNT Homemark, đơn vị hỗ trợ cho chúng tôi thực hiện clip này. Xin mời các anh chị các bạn cùng theo dõi. Trên đây là những cái vật liệu xây dựng cơ bản trong hợp đồng phần thô. Thì những vật liệu đó gồm những phần như sau. Phần thứ nhất đó chính là sắt thép, một phần rất là quan trọng trong cái hợp đồng. Phần thứ nhì đó chính là gạch. Phần thứ ba đó chính là hệ thống đá. Đá bao gồm có đá 1-2 và đá 4-6. Cái thứ tư là bao gồm có hệ thống cát, cát vàng, xây tô và cát vàng đổ bê tông. Cái thứ năm đó chính là cái hệ thống xi măng, cũng có xi măng xây tô và cũng xi măng đổ bê tông. Cái thứ sáu là gói dây điện. Thứ bảy là gói ống nước và các hạng mục còn lại, ví dụ như hóa chất chống thấm, hệ thống điện nhẹ. Và trong trên bàn ngày hôm nay là toàn bộ những cái vật liệu xây dựng phần thô cơ bản trong cái gói hợp đồng phần thô. Vậy với những vật liệu xây dựng phần thô cơ bản đó, chúng ta cần phải lưu ý những gì? Đầu tiên trên tên là thép. Thép sẽ gồm có hai loại. Loại thứ nhất là loại thép thẳng, là gồm có những cái gân như vậy. Đối với những thép trên phi 10 thì là thép là một cây thẳng và nó có đường gân. Thứ nhì đó chính là những cái loại thép trơn. Và những cái loại thép như vậy nó có sẽ dạng của nó sẽ là hình cuộn. Trên cái thép gân chúng ta cần phải lưu ý và chúng ta phải kiểm tra những cái gì khi chúng ta nhập thép về. Thứ nhất đó chính là thương hiệu của nhà cung cấp. Ví dụ như là Vinacoway thì có nó có hình bông mai, hoặc là ví dụ như bên chỗ Pobina thì có hình quả táo. Ví dụ như thép miền Nam thì có chữ V. Trên cái thép chúng ta sẽ có nhìn thấy được thứ nhất thương hiệu của nhà cung cấp. Cái thứ nhì là chúng ta sẽ thấy được là coi như đường kính của thép. Và cái thứ ba đó chính là cường độ. Thì đối với những cái hạng mục cường độ này khách hàng ít quan tâm, nhưng mà trong bản vẽ thiết kế chi tiết nó thể hiện phải thép phải đảm bảo cường độ thì nó phải phù hợp với lại bản vẽ thiết kế thép trơn. Thì trên cái cây thép nó sẽ có ký hiệu của nhà cung cấp nhưng nó không là logo mà là tên. Ví dụ như là đối với lại là hệ thống thép Vinacoway thì nó sẽ là chữ Vinacoway đồng đây. Đối với hệ thống thép Pobina thì nó có chữ Pobina, nó đang nằm đây. Và khi mà chúng ta gia công những cái thép này, chúng ta sẽ bẻ và uốn nó thành những cái đai như thế này thì những cái chữ đó sẽ mất đi. Thành ra khi khách hàng cầm những cái này chúng ta sẽ không kiếm ra được những cái chữ đó, nhưng mà chúng ta chỉ có thể thấy khi chúng ta mới vừa nhập thép cuộn về và chúng ta sẽ kiểm tra. Đó là những cái gì lưu ý đối với hạng mục thép. Vật liệu xây dựng thứ hai mà Huy muốn chia sẻ đó chính là đá. Thì ngoài thị trường hiện nay đối với lại là xây dựng nhà dân dụng thì chúng ta sử dụng những cái loại đá nào? Loại thứ nhất đó chính là đá 46. Thì đá 46 được thường được sử dụng để công tác là đầm nền hoặc là ví dụ như là lót bóng, đây là đá 46. Cái thứ nhì là đá 12. Thì đá 12 thường được sử dụng trong công tác bê tông là chính. Thứ ba đó chính là những loại đá dăm, đá mi. Thì đá dăm, đá mi thì chúng ta thường sử dụng trong công tác là pha trộn với lại các hóa chất để mà làm chống thấm hoặc là cán những cái lớp vữa mỏng nha. Thì lưu ý trong phần đá đó chính là đá 12. Đá 12 ngoài thị trường hiện giờ có hai loại, thường là có một loại màu xanh, một loại sẫm màu hơn. Thì loại màu xanh này chúng ta thường hay gọi là đá Biên Hòa hay đá Đồng Nai. Còn cái loại sẫm màu hơn thì chúng ta gọi là đá Bình Điền. Thì khách hàng thường rất là chuộng sử dụng cái loại đá này và mong muốn công trình mình luôn là sử dụng loại đá này. Nhưng đây chỉ là một phần. Cái quan trọng nhất của cái đá đó chính là phải kết hợp chung với lại là nước, xi măng, cát để tạo thành bê tông. Và nếu bê tông đạt cường độ theo đúng cái hồ sơ thiết kế, đúng bản vẽ thiết kế thì nó đã đạt yêu cầu. Còn nếu trường hợp chúng ta sử dụng loại đá này thì cái tỷ lệ vữa hồ xi măng cát nó sẽ khác. Sử dụng đá này thì sử dụng cái vữa hồ xi măng cát, quan trọng nhất là cái cường độ. Một tiếp theo đó chính là cát. Thì đối với cát chúng ta cần phải lưu ý những vấn đề gì? Cái việc đầu tiên chúng ta lưu ý đó chính là màu sắc. Khi chúng ta sử dụng cát thì chúng ta lưu ý cát là nên có những cái màu sắc vàng và những cái hạt nó đều như vậy. Thì cát vàng ở đây thì thường sử dụng trong công tác là bê tông hoặc công tác xây tô. Hạn chế sử dụng cái cát đen trong công tác bê tông và công tác xây tô, có thể sử dụng trong công tác san lấp. Đó là chia sẻ. Cái thứ nhì lưu ý ở đây đó là chúng ta lưu ý hiện giờ khách hàng rất là mong muốn cát mà chúng ta sử dụng có luôn luôn phải có cái màu vàng tươi, nhưng mà thật ra cái đó là do cái nguồn gốc. Đối với lại cái cát ở cái sông này thì nó có màu vàng này, ví dụ như sông kia thì nó có màu vàng kia. Cái chúng ta cần phải để ý đó chính là cái kích thước cỡ hạt. Cát ví dụ như cỡ hạt đều đẹp, không lẫn những tạp chất, như vậy là ổn và chúng ta có thể sàng ra để cho công tác xây tô hoặc là sử dụng luôn cho công tác bê tông. Đó chính là những cái điều lưu ý về cát. Tiếp đến thì chúng ta sẽ nói về gạch. Thì đối với gạch chúng ta phải lưu ý những gì? Thì ngoài thị trường hiện nay chúng ta thường thấy hai loại gạch như sau. Gạch thứ nhất đó chính là gạch ống. Gạch ống nó có bốn cái lỗ như vậy và kích thước của nó như vậy. Cái thứ nhì là gạch đinh.
Nó sẽ có hai lỗ, nhìn nó cứng cáp hơn và kích thước của nó, chiều dày của nó là tầm khoảng đâu là 50. Thì ở đây đối với hạng mục gạch, những cái vấn đề chúng ta cần phải lưu ý. Ngoài thị trường chúng ta thường thường nghe loáng thoáng đó là gạch loại A và gạch loại B, thì đó là cái cách phân biệt của nhà cung cấp mà thôi. Còn ở đây chúng ta là sẽ phân biệt được chất lượng của mỗi những cái hai viên gạch và dựa vào những vấn đề gì. Việc thứ nhất đó chính là thương hiệu. Đối với lại như một số cái nhà cung cấp gạch thì người ta có cái công nghệ là làm gạch bằng tuy nang. Thì chúng ta ví dụ như là Thành Tâm hay Tấm Quỳnh ở dưới Bình Dương đó, thì khi chúng ta sử dụng gạch này thì cái công nghệ người ta nó tốt, thành ra dẫn đến gạch luôn luôn có những cái màu sắc nó đều, cường độ nó rắn chắc và nó chuẩn. 100 viên thì là coi như là 90 viên giống nhau cả. Trường hợp thứ nhì là chúng ta phải cầm viên gạch trên tay và chúng ta coi kích thước. Nếu mà những cái gạch mà kích thước chuẩn như 8 x 18 thì như là gạch nó tốt, còn những cái gạch nào mà kích thước nó bé hơn thì đương nhiên đó là thường thường là gạch loại B, ví dụ như 7, nhỏ hơn 7 hoặc là 7,5 hoặc là ví dụ như thế. Còn có những gạch tốt hơn thì kích thước nó lớn hơn cả 8 x 18. Cái thứ nhì là chúng ta phải liên coi bốn cạnh của gạch. Nếu mà chẳng hạn như gạch mà nó có bốn cạnh nó đều có những cái đường sọc như vậy, bốn cạnh, thì như vậy là gạch nó có độ bám dính nó tốt hơn và như vậy nó chất lượng nó tốt hơn. Còn những cái gạch nào mà một cạnh nó chỉ có một đường sọc như vậy thì đương nhiên gạch nó cái chất lượng nó không bằng những cái gạch như vậy này. Thì đó là những cái vấn đề mà chúng ta cần phải lưu ý về hạng mục gạch. Tiếp đến chúng ta sẽ nói về xi măng. Thì khi xi măng thì chúng ta khui một lo xi măng ra thì lúc nào chúng ta cũng thấy có xi măng nó có cái màu xám xám ha. Như vậy thì như vậy làm sao để phân biệt được cái chất lượng của xi măng hoặc là phân loại nó như thế nào? Thì ở đây á, chúng ta phân loại xi măng thứ nhất là về kỹ thuật. Thì về kỹ thuật thì xi măng phân thành hai loại, là ví dụ như là ngoài thị trường hiện giờ là có xi măng PC30 và xi măng PC40. Thì xi măng PC40 cường độ nó tốt hơn so với lại xi măng PC30. Còn nếu mà ra ngoài thị trường mà hiện giờ đi mua đó thì chúng ta hay có hai loại, một đó là xi măng đa dụng và hai là xi măng seto. Thì xi măng đa dụng thì thường sử dụng trong tất cả các hoạt động, ví dụ như là công tác bê tông, ví dụ như công tác seto hay là ví dụ như những công tác khác. Còn xi măng seto thì đa phần sử dụng trong công tác cán nền hoặc là công tác seto mà thôi. Vì và đường thường đó là xi măng seto thì nó là PC30. Thì nếu mà có lời khuyên ở đây dành cho khách hàng thì tốt nhất nếu mà điều kiện kinh tế nó không quá khó thì thôi chúng ta sử dụng xi măng đa dụng cho toàn thể công trình, như vậy nó sẽ tốt hơn và nó đảm bảo hơn cho công trình của chúng ta. Hạng mục tiếp theo mà chúng ta cần phải nói đó chính là dây điện. Thì nói chung dây điện cũng tương đối dễ, tại vì nhà cung cấp đã thể hiện rất là chi tiết ở trên một cuộn. Đây là một cái cuộn dây điện dài 100 m. Thì thứ nhất là thương hiệu, cái thứ nhì là đường kính, kích thước, chủng loại vân vân, rất là nhiều thứ. Ngoài ra trong cổng dây điện thì nó cũng có rất là nhiều cái chi tiết được thể hiện trên cổng dây điện mà chúng ta có thể nhìn thấy, đọc được, ví dụ như thương hiệu và kích thước, đường kính, chủng loại. Cái chúng ta cần phải lưu ý hiện giờ đó chính là chúng ta lưu ý giờ là coi như là chúng ta thường thường đối với nhà dân dụng mà gói hợp đồng phần thô thì chúng ta sử dụng cái loại dây điện cáp điện, thường thường là mỗi phải hiểu là CV. Nó gồm có 7 cái lõi nhỏ nó quấn lại với nhau như thế này thì nó sẽ tạo thành là coi như là nó dẫn điện nó sẽ tốt hơn, cũng như là nó giúp cho chúng ta là coi như là qua được những cái góc cua uốn rồi này nọ thì nó sẽ tránh cái hiện tượng bị gãy. Việc lưu ý đó là tất cả hệ thống điện nên đặt trong những cái ống ruột gà như thế này để đảm bảo những sự an toàn về điện. Đây là những hệ thống ống ruột gà mà thường thường được các nhà thầu được sử dụng trong cái hợp đồng thi công xây dựng phần thô. Tiếp đến Huy sẽ trình bày về hệ thống vật tư ống nước. Thì đối với vật tư ống nước cũng tương tự như vật tư dây điện, nhà cung cấp thể hiện rất là đầy đủ và chi tiết trên cái sản phẩm. Ví dụ như trên sản phẩm thứ nhất là thể hiện thương hiệu. Cái thứ nhì là thể hiện về cái đường kính ống, phi 27, phi 34, phi 49. Thứ ba là thể hiện về chiều dày của cái thành ống 2mm, 4mm. Thứ năm là thể hiện về chiều dài của cả một cái đoạn ống. Và thứ sáu là cái quan trọng đó chính là chữ PN, là áp lực nước mà cái đoạn ống cái ống này nó chịu được. Thì hiện giờ ngoài thị trường chúng ta hay nghe nói loại A và loại B, đó chính là thể hiện cái chữ PN này, đó là áp lực. Thì đối với lại những cái ống nào mà PN lớn chịu được áp lực lớn thì thường thường nó là loại A. Còn những cái ống nào mà PN thấp hơn một chút chịu được áp lực không tốt bằng thì như vậy đó là loại B. Về vật tư thì nó về ống nước nó có hai loại. Loại thứ nhất là đây là loại UPVC. Cái thứ nhì đó chính là PPR. Đối với loại PPR này thường thường thì chiều dày nó dày hơn. Thứ nhì là nhựa nó tốt hơn, dẫn đến là nó có thể chịu được những cái nhiệt độ cao môi trường hoặc là ví dụ như là va đập. Thì thường thường được sử dụng trong cái việc là cấp nước nóng, hệ thống ống nước nóng thì sử dụng PPR. Thì tại vì những vị trí nối của ống PPR thường thường có những cái co, những cái nơi như vậy thì phải hàn nối bằng nhiệt. Thì ở đây chúng ta có rất là nhiều cái loại PPR, có rất là nhiều màu sắc. Cái màu sắc ở đây thể hiện của cái thương hiệu thôi. Ví dụ như là màu xanh này là của Bình Minh, màu này là của Tiền Phong, hoặc là cái này là của Vespo. Thì đối với lại là UPVC thì chỉ sử dụng nước lạnh.
Còn đối với lại là hệ thống mà PPR thì có thể sử dụng hệ thống nước nóng cũng như có thể sử dụng cả hệ thống nước lạnh. Thì đây là một số cái đặc điểm, một số vấn đề chúng ta cần phải lưu ý về vật tư ống nước. Ngoài ra trong cái hợp đồng xây dựng phần thô thì chúng ta thường thường hay thấy là đó chính là cái việc chống thấm và hóa chất chống thấm. Thì ở đây hóa chất chống thấm có rất là nhiều loại ngoài thị trường và nhiều cách để sử dụng khác nhau. Thì ở đây không tiện chia sẻ hết, chỉ nói chung chung về một số cái hóa chất chống thấm thông dụng. Ví dụ như ở đây chúng ta có hóa chất chống thấm là Sika Latex. Thì loại này thì thường thường sử dụng là chúng ta sẽ trộn chung với vữa hồ và chúng ta sẽ cán và chống thấm. Hoặc là ví dụ như ở đây là Flincoat, cái loại hóa chất chống thấm màu đen. Thì chúng ta vệ sinh bề mặt sạch sẽ, sau đó chúng ta chỉ việc quét chống thấm lên. Hoặc là ví dụ như là Cova CT11 hay CT11A Plus thì thường thường cũng sử dụng như thế. Ngoài ra trong quá trình thi công thì chúng ta cũng không tránh khỏi những cái việc mà chúng ta cần phải khoan cấy nối cột. Thì đây là những cái hóa chất chuyên để dùng sử dụng cho cái việc khoan cấy nối cột. Ví dụ như là Sika Rao hay là Sika Đua 731 v.v. Đây là những cái mẫu mã bao bì của cái loại đấy. Tiếp đến là chúng ta phải thường thường trong cái hợp đồng cũng có, đó chính là cái việc điện nhẹ. Thì điện nhẹ ở đây nó gồm có những ví dụ như dây truyền hình cáp, ví dụ như internet. Thì cái đó thì nó rất là thể hiện đầy đủ ở chi tiết của cái nhà sản xuất, tương tự như dây điện hoặc là ống nước. Thì khách hàng có thể theo dõi và xem qua cái bản vẽ thiết kế và sẽ coi thử chúng ta sử dụng cái loại đó nó có đúng và nó có phù hợp hay không, dựa vào những cái tiêu chí nhà sản xuất đưa ra. Trên đây Huy đã chia sẻ với lại quý anh chị và cô bác về những vật liệu xây dựng phần thô thường được sử dụng trong một cái hợp đồng thô. Không thể nào mà chia sẻ hết được tất cả các vật liệu ngoài thị trường trong ngày hôm nay. Tuy nhiên với những cái kiến thức này, với những điều lưu ý này, hy vọng quý anh chị và cô bác có thể nhận biết được vật liệu xây dựng phần thô là gì và có thể là có được một cái ngôi nhà chất lượng hơn, ưng ý hơn và cho chúng ta. Xin chân thành cảm ơn.